Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em còn một ít mẫu máy cắt tay của Hyundai. Một cái mẫu máy chất lượng và giá cả hợp lý nhá. Thì em sẽ làm một cái đoạn video ngắn để review giới thiệu chi tiết và sẽ xả kho thanh lý với cái giá rẻ cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì với cái mẫu sản phẩm này em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác luôn. Đây em có mở rất là nhiều ra để cho các bác được cùng người tham khảo về mẫu mã nhá. Mẫu mã rất là đẹp này, hàng công suất mạnh nhá. Thì đây là nguyên hộp này, Hyundai nhá, máy Hyundai này các bác này. Đấy, đây là về cái phần mẫu mã ở bên ngoài này. Và em sẽ mở phía bên trong để cho các bác được cùng tham khảo chọn bộ đầy đủ sản phẩm này nhá. Thứ nhất là các bác sẽ có một máy này. Đây, có một máy như này các bác nhá. Một máy này. Phụ kiện đi kèm là các bác có một tay mở lưỡi và một ốp bảo vệ lưỡi như này nhá. Với cái sản phẩm này thì bên công ty không thiết kế tay cầm các bác nhá. Máy nhỏ gọn đẹp nên là không cần phải sử dụng tay cầm. Sản phẩm đi theo máy là các bác sẽ có một tay mở lưỡi này và một ốp bảo vệ lưỡi. Đấy, và nguyên máy như này. Đây là nguyên đầy đủ trọn bộ sản phẩm các bác nhá. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Với cái sản phẩm này thì là các bác sẽ sử dụng được lưỡi cắt hoặc là lưỡi mài phi 100, hàng dây đồng, ruột dài các bác nhá. Công tắc gạt đuôi như này này. Để em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác được cùng tham khảo về cái tốc độ vòng quay của máy luôn. Đây, các bác sử dụng công tắc gạt đuôi như này nhá. Khi mà cắm điện xong thì các bác bác nào mà đã dùng quen máy móc ấy, thì các bác chỉ cần nghe cái tiếng kêu của nó đã thấy là cái chất lượng của nó rất là tốt rồi. Máy công suất cực đại 980W các bác nhá. Đấy, 980W này. Sử dụng lưỡi cắt phi 100 này, điện 220V và tần số là 50-60Hz. Đấy, một chiếc máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Các bác sử dụng chổi than ở bên ngoài như này ạ, các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản. Và với cái sản phẩm này nhá, hôm nay bên em còn cái số lượng ít, cho nên là em sẽ xả kho cho các bác. Các bác có nguyên bộ này, một máy này, một tay cầm. À đây, một em xin lỗi, cái này nó không có tay cầm thôi nhá. Có một ốp bảo vệ lưỡi và một cái tay mở lưỡi như này thôi. Đấy, nguyên bộ như thế này nhá. Em sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình với cái mức giá là 370.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác nhé. Đặt hàng thì các bác chưa cần phải đặt cọc, chưa cần phải chuyển khoản. Các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền, cho nên là các bác yên tâm. Thì với cái sản phẩm này bên em còn cái số lượng rất là ít. Để em nhấn mạnh cho các bác là số lượng còn rất là ít. Cho nên là bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai để đặt hàng ngay từ lúc này. Về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì bên em cung cấp và phân phối rất là nhiều. Bên em nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc nhé. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh là nút màu đỏ và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Thì em sẽ thường xuyên đăng tải video nhé. Mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm hay và hữu ích để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Và trong cái đoạn video ngắn này thì em cũng xin được kết thúc tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.